Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang vào vụ ươm trồng, chăm bón và chuẩn bị cho thị trường hoa Tết năm 2022. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, người trồng hoa đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào ươm trồng sản xuất. Nhờ đó, bà người nông dân cũng chủ động hơn về kỹ thuật, giảm chi phí nhân công và tăng thu nhập. Được chuyển giao công nghệ ươm giống hoa cấy mô từ năm 2017, đến nay anh Trần Dũng Quốc đã chủ động ươm trồng cây giống. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh đầu tư khoảng 5.000 chậu hoa già yên thảo, phục vụ thị trường. Với việc sử dụng phương pháp này, màu sắc các loại hoa cũng đa dạng hơn và thu hút nhiều người mua. Mình lựa chọn hơn là cái thời với cái thằng mình gieo giống nữa, để mình giá thành cũng như nhau, không có khác gì. Cái thời vô chọn có màu, có ngay để thu hút người chơi và mua. Còn mấy bữa mình làm có mấy màu thì chê kêu rằng ít màu kia đó. Như là lần lần rồi cũng chạy theo với phục vụ cho bà con. Áp dụng công nghệ cao vào ươm giống kết hợp với việc đầu tư hệ thống nhà lưới, kỹ thuật tưới tự nhiên là xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng. Đối với các loại hoa cúc, năm nay 28 hộ dân canh tác trên diện tích 4,5 ha tại hợp tác xã Hoa Dương Sơn cũng mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng và áp dụng xen kẽ phương pháp trồng truyền thống và ứng dụng công nghệ cao. Thay vì được 1/3 diện tích đất của mình ấy, có nhà bọt ấy, thì mình sẽ làm chuyển một ít lên hoa công nghệ cao, còn một ít để là hoa truyền thống. Còn cái dòng đèn này thì nói chung thì mạnh đầu tư thì cây nó phát triển mạnh. Người nông dân với lại cái người khách hàng thì họ cũng yêu cầu cái hoa cao cấp hơn, thì chúng ta cũng đã triển khai là sản xuất một số cái giống hoa lan. Ví dụ như lan mokara rồi một số cái loại hoa và cây mô, ví dụ như hiện nay chúng ta cũng đã nhân rộng cái này thì có cái hoa đồng tiền cây mô thì vẫn là cái dạng hoa đẹp nhưng mà tuy nhiên là cái yêu cầu cái kỹ thuật rất là cao, rất là khó. Thế nên cái vấn đề này thì cũng đã triển khai được vài năm rồi, nhưng thì hiện nay cũng đang tiếp tục là triển khai nhân rộng. Hiện nay, vùng trồng hoa trọng điểm huyện Hòa Vang đã xuống giống hơn 250.000 chậu hoa các loại trên diện tích 1.300 m². Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, số lượng hoa xuống giống cũng giảm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, các nông hộ chú trọng đầu tư vào chất lượng, công nghệ và kỳ vọng về một vụ hoa Tết được mùa, được giá.